phút này nhá Bạn có thể mở bài cho tất cả mọi bài văn mà hay mượt nuột luôn Không cần phải lên mạng tham khảo sớt là mở bài của bài văn ABC nữa Những mở bài này hoàn toàn có thể áp dụng cho tất cả mọi bài văn Kể cả những bài văn trong chương trình văn mới Công thức mở bài nào đã khiến cho mình có những video triệu view đầu tiên trên TikTok? khiến cho những cái mở bài đấy trở nên rất là viral trong một khoảng thời gian và khiến cho những bài văn của mình được điểm số cao như thế này nữa. 9,75 điểm. Chắc hẳn là bây giờ chúng ta đều học chương trình ngữ văn mới rồi sẽ có những tác phẩm ở ngoài chương trình không nằm trong sách giáo khoa thế nên là chúng ta rất là có loay hoay đúng không? vì vậy mà mình muốn hướng dẫn cho mọi người thế nào là một mở bài sẽ được điểm tối đa đã bởi vì mình sẽ không quan tâm hay vội mà mình quan tâm đúng trước đúng của một mở bài là khi nào đó là khi mà chúng ta dẫn dắt được vào vấn đề của nghị luận không cần biết là mọi người mở bài trực tiếp hay là gián tiếp đi chăng nữa thì cái vấn đề mà đề bài đưa ra ấy những cái câu mà ví dụ mình để trên màn hình mình gạch chân nhá những cái mệnh đề mà đề bài đưa ra đó là cảm nhận về nhân vật A về nhân vật B phân tích nội dung nghệ thuật của tác phẩm C vân vân thì mọi người phải dẫn được cái đề bài trong cái câu cuối cùng của phần mở bài của mình thì như vậy mới là đúng đề bài trong đáp án luôn luôn có một câu cho phần chấm của phần đề bài đó là học sinh phải dẫn dắt được vấn đề cần nghị luận điều thứ hai mà mình muốn nhắc đến và quan trọng nhất trong video này, đó là mọi người có một dẫn rất hay Mình sẽ không nói đến mở bài trực tiếp Bởi vì video này mình sẽ chỉ chuyên vào phần gián tiếp, thì cái phần này mình sẽ dùng một công cụ rất đặc biệt của học sinh chuyên văn Mà học sinh chuyên văn có thể là sẽ không nói cho mọi người biết Mình hay thấy những cái nhận định, những cái dẫn rất hay nhưng mà chúng ta không hiểu bản chất của nó Nó có tên là Lý luận văn học Mọi người chỉ cần hiểu đơn giản như thế này thôi, lý luận văn học là một công cụ để chúng ta khám phá văn học từ góc độ lý thuyết tức là chúng ta sẽ khám phá xem là tác phẩm văn học có đặc điểm chung gì vân vân vân, rất nhiều vấn đề của lý luận nhưng ở đây mình sẽ chỉ nói đến phần mở bài thì chúng ta sử dụng lý luận văn học dưới dạng là một câu nhận định từ một nhà văn từ một nhà phê bình nào đó để mà dẫn dắt cái bước tiếp theo của cái phần mà chúng ta đã trích được câu nhận định đó ra là chúng ta sẽ đi dẫn dắt đi lý giải cái câu nhận định đó đương nhiên có một kiến thức nền về lý luận văn học thì phần này sẽ trúng hơn nhưng mà nếu bạn không phải học sinh chuyên văn không bao giờ học lý luận văn học cũng không sao cả chúng ta hoàn toàn có thể dẫn dắt được từ những câu nhận định quen thuộc, những câu nhận định mà chúng ta lấy làm tủ đi. Trong video này thì mình cũng sẽ chuẩn bị cho mọi người sẵn một vài câu nhận định mà có thể dùng được nhiều. Mình sẽ đa dạng về thể loại, sẽ đa dạng về câu dẫn và sẽ chọn những câu dẫn hay để mà các bạn xem xong video này hoàn toàn có thể lấy những câu đấy làm câu tủ của mình để ứng dụng luôn nhá. Hệ thống lại một lần nữa ba bước trước khi mà chúng ta đi vào thực hành này bước thứ nhất đó là dẫn ra một câu nhận định lý luận văn học bước thứ hai là chúng ta hãy trình bày hãy giải thích phân tích câu đó và bước cuối cùng đó là liên kết vấn đề của câu nói đó đối với vấn đề chúng ta cần nghị luận trong đề bài chúng ta sẽ đi vào hai thể loại mà người ta sẽ thường ra nhiều nhất trong các đề thi đó là thơ và truyện ngắn có những thể loại khác nữa thì các bạn có thể tham khảo sau nhé mình sẽ nói về thơ trước thì mọi người hiểu chung lý luận về thơ như thế này thơ là một thể loại văn học mà qua đó thì chúng ta thấy được rõ ràng về yếu tố cảm xúc của nhà thơ nhiều hơn những thể loại khác và thường thì sẽ trong thơ sẽ rất là giàu hình ảnh và giàu nhịp điệu nữa thể loại thơ thì số chữ dung lượng rất là ngắn ngắn hơn truyện ngắn mình có một nhận định khá hay của nhà văn Nguyễn Văn Thạc hãy bắt đầu từ cuộc sống từ đó sẽ nảy ra thơ hoặc là một nhận định khác mình cũng khá hay sử dụng của nhà văn gam gia tốp đó là thơ là đôi cánh nâng tôi bay thơ là vũ khí trong trận đánh thì mình sẽ phân tích uh, một vài phần liên quan đến lý luận văn học về hai câu này trước để mà mọi người có cái phần phân tích ở cái bước thứ hai ấy. thì câu đầu tiên hãy bắt đầu từ cuộc sống uh, từ đó sẽ nảy ra thơ thì thơ cũng giống như tất cả các tác phẩm văn học khác nói chung cũng sẽ lấy chất liệu, cũng sẽ lấy cảm xúc thực tế từ ngoài đời sống, chứ không phải là những cái hư cấu và tưởng tượng nên quá là nhiều. Đấy là về đặc trưng chung của thơ. Thì thơ sẽ có những cái chất liệu sẽ ghi lại những cảm xúc của cuộc sống đang diễn ra, tức là thơ cũng phản ánh hiện thực cuộc sống giống như văn học. Về câu nhận thứ hai của Gan Tốt, thơ là đôi cánh nâng tôi bay thơ là vũ khí trong trận đánh thì thơ có khả năng chiến đấu cũng có khả năng có thể gọi là một chức năng của thơ đi khi mà có thể nâng đôi cánh cho những ước mơ của con người cho những ước mơ cháy bỏng chưa thành hiện thực cho những khát vọng thì cái này sẽ hợp với những bài thơ có cái khả năng cái tính chiến đấu cao hơn hay là những cái mà các bạn thấy là văn học kháng chiến nhiều ấy thì sẽ có những cái bài thơ mà cổ vũ những người lính ra trận thì có thể là nhận định hai sẽ phù hợp hơn nhận định một sẽ nhẹ nhàng hơn chúng ta có thể dùng nhận định một trước nhá để dẫn dắt vào một bài như sau ví dụ Người ta cho các bạn một tác phẩm bất cứ nào đó, bất cứ một tác phẩm nào Ví dụ bây giờ chúng ta có một đề bài là Hãy phân tích Ờ, cảnh đẹp hãy phân tích bữa tiệc trần gian trong những khổ thơ đầu bài thơ vội vàng của nhà thơ xuân diệu đi thì chúng ta sẽ dẫn dắt từ câu nhận định hãy bắt đầu từ cuộc sống từ đó sẽ nảy ra thơ ờ, chúng ta sẽ đến với bước 2 đó là cái bước kết nối và bước dẫn dắt nhá bước này rất là quan trọng để có một mở bài thật là mượt mà thì hãy làm tốt bước này ví dụ là thật vậy cuộc sống sẽ luôn luôn là những mảnh đất màu mỡ À, hoặc là những mảnh đất nhiệm màu làm dậy lên biết bao nhiêu tâm tình, suy tư và rung động của thi sĩ. Đôi khi mảnh đất ấy khiến cho người thơ trở thành người mơ, người say, người điên. Đóng mở hoa kép, nhận định này là của Trần Lan Viên. Để với mảnh đất đầy sao xuyến và đám say của Xuân Diệu, ta ngỡ ngàng được thưởng thức một bữa tiệc giữa trần gian trong bài thơ vội vàng hoặc là trong thi phẩm vội vàng của nhà thơ của thi sĩ của ông Hoàng Thơ Tính, vân vân Chúng ta có thể thay từ vào đó. Mọi người hãy làm tốt những bước này, hãy sưu tầm sẵn cho mình những cái câu nhận định mà mình hiểu thật sâu về ý nghĩa của nó. Ở đây câu nhận định này mình muốn mọi người hiểu ý nghĩa thật sâu về cái phần là Thơ thì thực chất cũng chỉ lấy ra từ cuộc sống, từ cuộc đời, từ những rung động thực tế của cuộc đời mới làm nên được một tác phẩm thơ hay và chạm đến trái tim người khác mà thôi. Chuyển sang thể loại thứ hai đó là chuyện ngắn. Chuyện ngắn thì có rất là nhiều câu nhận định hay như của nhà văn nguyễn minh châu một người mà mở đường tinh anh và tài năng trong văn học hậu hiện đại thì chúng ta có thể có những câu như là văn học và cuộc sống là hai vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm chính là con người câu nhận định này sẽ không chỉ cho chuyện ngắn mà cho tất cả các tác phẩm văn học hầu như là mọi người cũng có thể sử dụng được hoặc là những câu chuyên cho chuyện ngắn hơn thì ví dụ như là câu của nguyễn kiên đó là một chuyện ngắn hay vừa là chứng tích của một thời vừa là hiện thân của một chân lý giản dị mọi thời Cái này sẽ khá là dễ áp dụng cho nhiều tác phẩm truyện ngắn chúng ta sẽ dẫn dắt rằng là uh, trong cuộc sống hiện nay luôn luôn có rất nhiều những vấn đề uh, đa sự đa đoan mà con người chúng ta luôn luôn phải đi tìm câu trả lời để giải quyết những vấn đề đó vấn đề về môi trường chẳng hạn hoặc là vấn đề về uh, bạo lực hay là quyền sống của con người luôn là một câu hỏi nhức nhối như vậy ví dụ là quyền con người trong tác phẩm Chí phèo đi uh, sẽ luôn luôn là một câu hỏi nhức nhối như vậy liệu ai cho ta lương thiện hay tác phẩm mà mình thấy trong chương trình ngữ văn mới khá là hay ngày xưa mình cũng có dùng để đi thi học sinh giỏi đó là tác phẩm búa của rừng của nhà văn nguyễn huy thiệp và có nhân vật ông diều thì trong cái cuộc chiến của ông với thiên nhiên chúng ta nhận ra được một điều rằng là Đâu nhất thiết là chúng ta luôn luôn phải giữ cho mình định kiến với thiên nhiên. Khi mà chúng ta học cách buông bỏ khi mà chúng ta làm hòa thì chúng ta sẽ thấy mình trong thiên nhiên và thấy thiên nhiên trong mình. Đó là chân lý giản dị của mọi thời, ấy vậy mà chúng ta đâu có hay ấy vậy mà trước nay chúng ta vẫn luôn luôn phải giữ cho mình cái sự tách biệt giữa mình và thiên nhiên ngoài kia cuối cùng là mình sẽ đưa ra một bí kíp nho nhỏ để mà mọi người có thể kết nối những phần đó với nhau đó là hãy chọn ra những cụm từ khóa quan trọng của câu nhận định đó để mà dẫn dắt vào ví dụ câu nhận định về thơ đi có cái cụm từ quan trọng đó là uh, hãy bắt đầu từ cuộc sống cái chữ bắt đầu này hoặc là cái chữ nảy nở đúng không chúng ta sẽ bám vào chữ nảy nở sẽ nảy sinh ra thơ, sẽ nảy nở ra thơ thì có những từ từ là đồng nghĩa này. Hay trong nhận định sau về thể loại truyện ngắn thì cái chữ mà mình thấy hay đó là về chân lý, chân lý của mọi thời thì mình bám vào chữ chân lý đấy để mà dùng chữ đấy dẫn dắt dẫn dắt làm sao linh nghĩa là kết nối đến với cái vấn đề mà chúng ta cần nghị luận. Thế là có một mở bài hoàn chỉnh. Và xem đến đây thì có ai đợi quà tặng không? đó là file nhận định lý luận văn học mình đã sưu tầm rất là lâu từ quá trình mình dạy này hay là quá trình mình học chuyên văn ngày xưa nữa thì mình sẽ có một điều kiện nho nhỏ dành cho các bạn muốn nhận file uh, nhận định lý luận văn học chọn đời này nhá bởi vì sẽ sử dụng được cho rất là nhiều tình huống nhiều bài văn thì mọi người hãy follow instagram của mình rồi có thể like và bình luận dưới video này cho mình biết cảm nhận của mọi người ra sao nhá làm sao các bước đó thì chỉ cần nhắn tin cho mình là em muốn nhận Nhận định lý luận văn học thì mình sẽ gửi file đó dành cho các bạn. Nhớ là thấy video này hay thì hãy like, hãy bình luận cho mình biết và có thể nếu được thì các bạn có thể chuẩn bị sẵn một mở bài và viết ở dưới đi, mình sẽ chữa lỗi cho từng bạn một. Nếu mình có đủ hết tất cả thời gian, mình sẽ đọc hết và chữa hết từng đó mở bài. Lưu lại video này để mà thường xuyên lôi ra luyện tập viết mở bài ở dưới này cho mình đọc với nhá. À quên mất, có một điều quan trọng đó là mọi người ơi, nếu ai đang học chương trình ngữ văn mới uh, và đã từng có các đề kiểm tra theo cái dạng đề ngữ văn mới này thì mọi người hãy gửi lại cho mình qua Insta của mình, đó là ở đây nhé. Mình rất là cảm ơn sự đóng góp của mọi người và tất cả sự đóng góp này đều đặc biệt có ý nghĩa đối với mình. Có ai hóng khóa học của mình về chương trình ngữ văn mới không? Mọi người thử bình luận ở dưới cho mình biết nhé. Và hiện tại nếu mà các sĩ tử cuối cấp lớp 9 và lớp 12 muốn đồng hành cùng mình trong 2 tháng cuối cấp tốc thì mọi người có thể đăng ký khóa học ở dưới link mình sẽ để ở phần mô tả nhé. Cảm ơn mọi người vì đã xem video ngày hôm nay của mình. Chúc cho mọi người một kỳ học vui vẻ và học văn thật là hiệu quả nhé. Bye bye!